Chào các bạn, hôm nay lại quay trở lại với hồ cá rồng của mình. Thì mình sẽ quay lại cái quá trình mà bắt con tép, mà cắt tép, chế biến tép làm sao để cho nó ăn, để mà tránh tình trạng là nó ăn phải đầu tép mà bị đâm vào bụng nó. Thì đây là cái hũ mình nuôi con tép nè, các bạn có thấy rõ con tép không? Đó, sủi oxy và cho cái trùng chỉ để nó ăn. Bây giờ mình sẽ nhờ anh bạn mình cắt con tép ra để cho con cá rồng ăn nha. Tại vì nuôi ở nhà thì anh em cần phải kỹ lưỡng thì thôi, chứ nếu mà ở ngoài thiên nhiên thì ai mà có ai mà cắt đầu tép cho tụi nó ăn đâu. Nhưng mà kỹ lưỡng vẫn hơn các bạn, cũng như phẫu thuật vậy ha, cắt đuôi ác quá rồi. Ok, cắt ngang đầu, ok thôi. Rồi tiếp đến là cho vào hồ, thả xuống, mất tiêu. Nuôi bằng tép này thì cá rồng sẽ lớn cực kỳ nhanh các bạn ơi. Các bạn nào đã từng coi qua kênh của mình thì hãy đăng ký kênh dùng mình nhé. Mình sẽ làm nhiều clip về thủy sinh, về cây thủy sinh, về cá và nói chung là về vấn đề về cá cảnh và thủy sinh các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào.